Nằm trên dãy núi Tam Đảo, ở độ cao 900 mét so với mực nước biển, thị trấn Tam Đảo được hình thành và phát triển từ thời Pháp thuộc. Do đặc điểm địa lý nằm giữa rừng quốc gia Tam Đảo nên diện tích đất canh tác của người dân ở đây rất ít, cuộc sống đa phần dựa vào du lịch. Dân số hiện chỉ có vỏn vẹn hơn 700 người, nhưng toàn thị trấn nhỏ bé này có tới hơn 200 nhà hàng khách sạn với hơn 3.000 phòng nghỉ lưu trú. Vì vậy, từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, cuộc sống của người dân tại đây gặp không ít khó khăn, chật vật. Không chịu khoanh tay đứng nhìn, cấp ủy đảng, chính quyền thị trấn đã gương mẫu đi đầu cùng người dân tìm ra những giải pháp ổn định cuộc sống. Đầu năm 2020, ngay khi Việt Nam công bố ca mắc COVID-19 đầu tiên tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, địa phương chỉ nằm cách thị trấn Tam Đảo vài cây số đường chim bay. Lúc đó, ai cũng lo một thị trấn du lịch với lưu lượng đông người qua lại như Tam Đảo rất dễ có nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Là người đứng đầu cấp ủy, một vai hai việc, vừa là bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn, đồng chí Phan Anh Tuấn không khỏi trăn trở, băn khoăn, lo lắng. Một trong những công tác đầu tiên được anh chú trọng đó là nhanh chóng phát huy sức mạnh của tập thể. Những cuộc họp cấp ủy, rồi ban chấp hành mở rộng cho đến những cuộc họp cùng các bộ phận chuyên môn đã được tổ chức, huy động tối đa sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị. Thông qua những cuộc bàn thảo dân chủ như thế này, nghị quyết của đảng ủy ra đời. Từ đó, các giải pháp của Ủy ban Nhân dân thị trấn cũng được thực thi song song, rút ngắn được thời gian triển khai, đưa nghị quyết vào đời sống. Bí thư Phan Anh Tuấn kể lại câu chuyện về những ngày đầu chống dịch với những quyết tâm, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền khi đó. Từ khi có chỉ đạo của Trung ương thì đối với đảng ủy đã thành lập Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Đối với Ủy ban Nhân dân thì thành lập Ban chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thị trấn và thành lập các cái tổ y tế dự phòng tại các thôn, tổ dân phố. Đối với các trường học thì thành lập các cái tổ y tế dự phòng để chăm sóc cho các học sinh. Đối với khách sạn, nhà hàng thì phát huy cái vai trò của Hiệp hội Du lịch thị trấn Tam Đảo đến từng nhà để ký cam kết cái việc này. Cho nên phải nói đảm bảo là đối mặt trận Tổ quốc thì tăng cường công tác vận động, công tác tuyên truyền, công tác phòng chống dịch. Tất cả 100% cơ sở khách sạn, nhà hàng đã phải ký cam kết là tạm dừng việc đón khách để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Do vậy là cả cái hệ thống chính trị và toàn dân quyết tâm cao để vào cuộc. Do vậy đến nay thì công tác phòng chống dịch cực kỳ thành công đối với thị trấn. Những ngày chủ động từ đóng cửa, cách ly toàn thị trấn, chấp hành nghiêm chỉnh chỉ thị giãn cách xã hội của Thủ tướng Chính phủ, bên cạnh sự quyết liệt trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, rà soát, giám sát kỹ các cơ sở lưu trú không đón khách, thì đây cũng là thời gian Bí thư Tuấn cùng Phó Chủ tịch Hường trăn trở với việc tiếp tục củng cố và xây dựng nghị quyết về phát triển dược liệu, một trong những lợi thế của thị trấn Tam Đảo mà lâu nay người dân còn chưa thực sự quan tâm. Những buổi tìm hiểu trao đổi kinh nghiệm với những chuyên viên nghiên cứu dược liệu như thế này giúp cấp ủy và chính quyền thị trấn nhìn nhận, đánh giá đúng thực tế, tiềm năng phát triển của cây dược liệu, để từ đó xây dựng kế hoạch, tuyên truyền người dân chuyển đổi mô hình sản xuất, từng bước thích nghi với đại dịch có nguy cơ kéo dài. Cùng với trạm dược liệu, lấy cái giống cây dược thuốc ở đây về để cho nhân dân phát triển, dân người ta cũng nắm được cái chu kỳ này rồi. Rồi cho nên có cái là cái việc giống trước khi người ta lấy giống về là người ta lên đây là người ta cũng học hỏi nhiều. Trên này địa phương bám sát về cái mô hình trồng của nhân dân và thực hiện đúng theo cái nghị quyết của đảng bộ về cái phát triển về cái cây dược liệu tại thị trấn. Nghị quyết phát triển dược liệu một mặt nhằm khuyến khích người dân tham gia dự án xây dựng, bảo tồn và phát triển dược liệu của tỉnh. Mặt khác, xây dựng những vùng dược liệu cũng tạo nên một sản phẩm, một điểm đến du lịch mới nhằm thu hút khách du lịch trở lại du lịch Tam Đảo sau khi hết giãn cách xã hội. Giải pháp này cũng được Bí thư Phan Anh Tuấn đưa ra bàn thảo triển khai thành nghị quyết, thực hiện song song với công tác phòng chống dịch. Đối với đảng ủy và ủy ban dân thì có cái nghị quyết chuyên đề về phát cây, triển cây dược liệu, trong đó đặc cây đặc
trưng vẫn là cây giảo cổ lam. Thứ hai là đến cái cây đông trùng hạ thảo, các cái cây dược liệu quý và vẫn được tiếp tục phát triển và có cái định hướng trong tương lai để cái cây này được bảo tồn và phát huy. Nếu thời gian giãn cách xã hội, nhiệm vụ chỉ chú trọng vào công tác tuyên truyền, bảo đảm an toàn cho người dân trước dịch bệnh nguy hiểm, thì hết giãn cách xã hội, nhiệm vụ không chỉ là bảo đảm an toàn trong phòng dịch, mà nó còn gắn với công tác khôi phục và phát triển kinh tế, giúp người dân có được công ăn việc làm, bảo đảm an sinh xã hội. Đây là một nhiệm vụ khó khăn với một thị trấn hầu như dựa hoàn toàn vào du lịch như Tam Đảo. Chăn trở với nhiệm vụ nặng nề đặt lên cả hai vai, nhiều tháng liền sau đó, Bí thư Tuấn thường xuyên có mặt tại các địa điểm du lịch trên toàn thị trấn. Một mặt để kịp thời kiểm tra, đôn đốc công tác bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch bệnh. Mặt khác, sự hiện diện thường xuyên của người đứng đầu thị trấn tại các địa điểm du lịch cũng chứng minh về một thị trấn du lịch, một điểm đến an toàn cho du khách. Tôi đã được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo của thị trấn đến thăm thì chúng tôi thấy là một cái nguồn động viên tinh thần và cũng là cái sự quan tâm của thị trấn đối với chúng tôi, là những người lên đây nghỉ dưỡng. Hiện tại thì mình đang cảm thấy cái giá dịch vụ khách sạn trên đây là đang được giảm khoảng tầm 30% so với những đợt trước. Đấy, còn về dịch vụ chung thì cũng đâu đó giảm được khoảng tầm 10%. Rất phù hợp với mặt bằng chung của tất cả, không chỉ là giới trẻ mà mặt bằng chung của xã hội. Noi gương Bí thư Tuấn, những cán bộ công chức thị trấn Tam Đảo như anh Tú cũng sát sao hơn với cơ sở. Bên cạnh việc chủ động viết các bài tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của thị trấn, thì công việc bám nắm địa bàn, đi đến từng địa điểm du lịch để kịp thời giám sát công tác phòng chống dịch, vận động người dân có thêm nhiều sáng tạo để nhanh chóng khôi phục dịch vụ du lịch, cũng được anh coi là công việc hàng ngày của mình. Sau dịch Covid-19 thì tôi vẫn thường đi tuyên truyền đối với các chủ homestay là tuy đại dịch thì đã tạm lắng, tuy nhiên thì là vẫn còn có nguy cơ bùng phát rất cao, thì chúng ta không được chủ quan. Thì các cơ sở homestay ngoài các cái để đảm bảo về cho du khách là cách cầu du lịch là giảm giá, tuy nhiên thì cũng phải là đảm bảo an toàn cho du khách, để du khách đến với du lịch homestay là phải cảm thấy là an toàn nhất đối với bản thân. Ngoài ra thì tôi cũng khuyến cáo tới tất cả các chủ cơ sở homestay trên địa bàn làm tốt cái công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngoài homestay thì nó còn có các dịch vụ kinh doanh ở nhà hàng, các quán bar, các quán bán lẻ trên địa bàn, thì chúng tôi cũng phải thường xuyên tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh của thị trấn và qua xe thông tin lưu động để tuyên truyền đối với các hộ kinh doanh luôn luôn là phải đảm bảo an toàn. Đảng ủy, hội đồng dân, ủy ban dân và cả hệ thống chính trị của thị trấn Tam Đảo đã tăng cường các cái biện pháp. Thứ nhất là đảm bảo các cái cơ sở khách hàng, khách sạn là ký kết tuyệt đối an toàn về thực phẩm. Thứ hai, an toàn về an ninh trật tự. Cái thứ ba, đảm bảo phân luồng giao thông thuận tiện cho khách đến tham quan du lịch tại thị trấn. Và cái đặc biệt quan trọng hiện nay đó là các cơ sở vẫn phải đảm bảo tuyệt đối công tác phòng chống dịch COVID-19. Thì đối với Đảng ủy, Hội đồng dân, Ban nhân thị trấn cũng đã tập trung về những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các cái doanh nghiệp và các cái cơ sở khách sạn kinh doanh trên địa bàn để đảm bảo họ có những cái quan tâm đối với khách hàng. Chúng tôi vẫn tiếp tục tăng cường giữa phát triển kinh tế, đặc biệt là xác định ngành du lịch dịch vụ là mũi nhọn, thì gắn với phát triển kinh tế xã hội với công tác phòng chống dịch. Nhờ có sự chủ động quyết liệt từ những người đứng đầu cấp ủy đã làm gương cho từng cán bộ đảng viên trong toàn thị trấn cùng bám sát cơ sở, tuyên truyền để 100% hộ dân và doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn cùng thực hiện nghiêm chủ trương phòng chống dịch và những giải pháp kích cầu du lịch, phát triển kinh tế của chính quyền địa phương. Trước Covid hoặc là đang trong mùa Covid thì cán bộ cũng có xuống tuyên truyền với lại phun dịch khử trùng ở khu chúng tôi bán hàng 12 nữa, khu nhà thờ đá này. Cán bộ văn hóa rồi là ở trên thị trấn cũng đã xuống rồi là tuyên truyền về cách phòng chống dịch tốt hơn, kể cả sau dịch hoặc là có phun thuốc khử trùng, rồi tuyên truyền những cái gì để phòng dịch tốt nhất, kể cả sau dịch. Bên tôi thì đã tạo cảnh quan tốt hơn, trồng thêm nhiều cây hoa để môi trường xanh hơn, xuân viên xanh hơn. Hoặc là nếu mà khách ở 2-3 ngày cũng có khuyến mại thêm. Bây giờ thì lượng khách cũng đã ổn lại trở lại.
như trước dịch rồi. Về những cái quan tâm của thị trấn cũng như là của huyện thì chúng tôi cũng rất là trân trọng. Ví dụ như là gì ạ? Các cấp lãnh đạo của chúng ta cũng rất là quan tâm đến các doanh nghiệp chúng tôi, ví dụ như là giảm thuế này, giảm tiền điện nước cho chúng tôi này, xong rồi cũng giãn cách về những cái về đóng bảo hiểm cho cán bộ công nhân viên đấy, để giúp đỡ chúng tôi, giúp đỡ những cái doanh nghiệp như chúng tôi để có thể vượt qua được những cái thời kỳ khủng hoảng vừa rồi. Cái bài học lớn nhất mà để đảm bảo cho đông khách hiện nay đó là thị trấn Tam Đảo thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện liên quan đến công tác phòng chống dịch, và toàn dân đã chung tay, chung sức cùng với chính quyền tham gia công tác phòng chống dịch, đặc biệt là thông qua cái việc mà vận động xã hội mua các cái trang yếu phẩm để phục vụ khách hàng, và cái việc lập chốt để mà ngăn ngừa cái phòng chống dịch thì cũng được là cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đồng tình ủng hộ, từ cái việc không để lây nhiễm và không có ca lây nhiễm nào, đảm bảo thành công trong phòng chống dịch đã là cái phương pháp và động lực quan trọng cho cái việc kích cầu du lịch trở lại đến với thị trấn. Trong những ngày gần đây phải khẳng định rằng là các cái thứ bảy chủ nhật thì đông khách, tỷ lệ khai thác đối với các cái phòng khách trên địa bàn gần như 100%, và trong những ngày thường, trong những ngày gần đây thì cũng rất là đông khách. Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh càng trong gian khó hiểm nguy càng đòi hỏi vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu của đội ngũ cán bộ đảng viên, không chỉ trong kháng chiến mà cả trong hòa bình. Trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm của đất nước, càng đòi hỏi đội ngũ cán bộ đảng viên thể hiện rõ tính tiên phong, gương mẫu. Điều này đã góp phần giúp Tam Đảo nhanh chóng phục hồi kinh tế giữa đại dịch COVID-19. Lãnh đạo nhân dân, sản xuất kinh doanh sau COVID thì huyện Tam Đảo chúng tôi đã chỉ đạo ngân hàng sẽ cho huyện là cho những gia đình bị ảnh hưởng COVID vay tiền để sản xuất kinh doanh. Và đến nay thì các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện đã trở lại hoạt động bình thường. Để phát triển du lịch thì huyện Tam Đảo chúng tôi đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thông tin và Thể thao của tỉnh để tổ chức cái khai trương cái mùa du lịch Tam Đảo tại thị trấn Tam Đảo, rồi phối hợp với Sở Công Thương tổ chức hội chợ thương mại và xúc tiến du lịch tại thị trấn Hợp Châu của huyện Tam Đảo. Và chúng tôi cũng chỉ đạo các điểm, các khu du lịch, rồi các nhà hàng khách sạn chuẩn bị cái khu ở, rồi các khuôn trương, khuôn viên để phục vụ khách du lịch, và chỉ đạo các cơ quan chức năng, rồi chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân làm sao đảm bảo các an ninh trật tự, rồi đặc biệt là các an toàn giao thông, rồi cái vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là vệ sinh môi trường, làm sao để phục vụ tốt nhất khách du lịch. Và đến nay hoạt động du lịch trên địa bàn huyện Tam Đảo đã trở lại hoạt động bình thường. Đất nước đang cùng lúc gánh hai trọng trách lớn: một mặt chiến đấu không khoan nhượng với giặc COVID-19, mặt khác phải nhanh chóng khôi phục nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội cho mọi người dân. Trong thời điểm này, hơn lúc nào hết, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cán bộ chủ chốt phải phát huy cao tính tiền phong, gương mẫu, đi đầu với quyết tâm cao. Câu chuyện ở thị trấn nhỏ Tam Đảo thêm một minh chứng nữa về vai trò của cấp ủy, chính quyền là nơi khởi nguồn để tạo ra những hiệu ứng tích cực, thiết thực, góp phần chiến thắng đại dịch COVID-19, sớm khắc phục hậu quả sau dịch để giữ thế ổn định, tiếp tục đưa đất nước phát triển toàn diện.